chiếc giường trong căn phòng ngổn ngang ở khách sạn giờ thành nơi công an lập biên bản. Gần đó, người ta vẫn dễ dàng nhìn thấy chiếc đĩa mà các dân chơi thường dùng để xào ke, hít ke. Còn đây là những bộ loa mà các dân chơi trẻ tuổi dùng để nghe nhạc trong những cơn phê pha bất tận. Chẳng hiểu những cơn say ma túy có gì vui để những người trẻ này lao mình vào như vậy. Chỉ biết rằng sau đêm Noel phê pha, tất cả họ đã được cơ quan chức năng lập hồ sơ để xử lý. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2019, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an phường 6, thành phố Mỹ Tho đã bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Hương Tràm 2 trên đường Lê Thị Hồng Gấm trên địa bàn phường. Tại đây, Công an phát hiện hàng chục nam nữ có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi có biểu hiện phê ma túy. Cụ thể, tại 7 phòng có 65 người đang lắc lư theo tiếng nhạc ầm ầm. Qua kiểm tra nhanh, có 50 nam nữ dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 14 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 2 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng, 7 thùng loa di động, 1 xe ô tô và 23 xe máy các loại. Theo điều tra ban đầu, các nam thanh nữ tú này ngụ tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tụ tập chơi Noel, nhóm này rủ nhau thuê phòng khách sạn để sử dụng ma túy. Hiện công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ Phan Minh Quân, 26 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã lập hồ sơ đối với 49 nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Hy vọng những đêm Noel sau, các nam thanh nữ tú này sẽ chọn những thú vui khác lành mạnh và bối hơn.